Tát xa tý, phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư tiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con ngồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rày lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường. Hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lầm. Ý đăng quá tá mê bôn nhăn a sa quá khế quá hàng. Ô tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Và con kính cảm ơn ngài Tỳ Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới, và tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị cũng thọ thực, xin hoan hỷ thọ thực đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic trở lại cho ngài để ngài dạy câu pháp cú 313 hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Mai Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Trước tiên kính lễ chư tôn tiền đức tăng trong những đinh nam mà chúng tôi không được rõ. Mình chào cô tôn nữ phước phận, mình chào chư tiền nam tín nữ thiện hữu chư thực. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 313. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Thất tình hát tây giá sắc quân đà mỹ bất thù mà hệ sĩ ở ra hằng ta thà gà tổ lộ cô tâm mô sắp bác gà rù huy chạch gà tổ lộ cá xa xa thà chá nạ đầm mắc cù quý đồ quân đà mắc hành tầng nó ra phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng. Thoát ly phiền não trói chăng, tôi thỉnh giáo chủ trí năng vô lượng, tự để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi ta sát sát thu nô lô ca nó mạnh thá sâu nà ca rô cô sắp bà nhu bút thấp bất tí phù tí sành nhá tô quần đà mất hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thôi thu gắt tá sa sa quá cô xích kha xúc ca mô quá rắc thầm mát xích khắc cô nền đà bất sang xa đi an na đá rô quá rô quan đà mát hành tăng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thanh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra cần át thế gia tề chê nát sách kha mê e tu quá thanh nạc xà bí à nú khoa về nát sá hát xà dê nát sách chặt thú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 313, với câu Phật ngôn này ngắn gọn ha. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy phân tích câu Phật ngôn này. Chúng ta bắt đầu ha.
À, bây giờ một câu có một bài Phật ngôn có bốn câu như thế này. À, bốn câu như thế này thì chúng ta phân tích trường âm đoạn âm để chúng ta quen với mặt chữ ha. Khi mà quen với mặt chữ rồi thì khi đó chúng ta đi vào từ vựng ha. Một lần bốn câu ha, chứ không phải hai câu ha. Xin nhật mình. Trước tiên chúng tôi xin đọc trước để quý vị có một cái ấn tượng, rồi khi đó phân tích chính xác hơn ha. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn hạ mê năng ba rắc ca mê si thị lô hi pa rip ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Từ từ cho cháu nó nhừ hả? Đúng rồi, từ từ cho cháu nó nhừ, nhưng mà phân tích nguyên bài chứ không phải phân tích hai câu ha. Phân tích nguyên bài. Nguyên bài thì cái hình thức chúng ta đưa lên nguyên một bài, chứ đưa lên hai câu người ta chỉ biết hai câu. À, bỏ phần tiếng Việt mà chúng ta hãy nhìn mặt chữ. Rồi khi nào phân tích xong coi như chúng ta đi vào từ vựng thì khi đó cái phần Việt ngữ sẽ áp dụng. Còn bây giờ phần Pali không ha. Xin đọc lại để quý vị nhìn mặt chữ. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn hạ mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi pa rít ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn hạ mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi pa rip ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Bây giờ quý vị phân tích ha. Trước tiên hai câu rồi ôn lại hai câu đó, rồi xong hai câu rồi ôn lại hai câu cuối ha. Chắc là chúng ta có bốn câu. Thì bây giờ khi mà phân tích xong, quý vị đọc một lần hai câu ha. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn hát mê năng ba rắc ca mê. Rồi khi quý vị ôn hai câu xong rồi quý vị tiếp tục. Si thi lô hi pa rip ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Rồi như trường hợp chúng ta làm mấy hôm trước thì bây giờ quý vị áp dụng phương pháp này để quen mặt chữ, rồi quý vị tự tin ha. Rồi hôm nay thấy sĩ truyền không biết cái đường truyền thế nào mà cứ tập thể dục hoài ha. Alo, sĩ truyền có được ổn không, bổn mạng có vững hay không mà sao hôm nay vô đạo tràng này cái tập thể dục thẩm mỹ hoài ha. Alo, mời sĩ Duyên. Rồi, như vậy là sống yếu. Thấy cái té té lên té xuống hoài Rồi, muốn cho đạo tràng khởi sắc thì bây giờ xin mời chiếc lá mùa xuân để cho đạo tràng có mùa xuân một tí Rồi, mời xin chiếc lá mùa xuân phân tích câu Phật ngôn 313. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu, con xin phân tích câu 313. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn đàn ha mê năng pa rắc ca mê. Cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường. Cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thê ra thê là trường hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn đàn là
trường âm nhấn. Ha là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rá bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, ca là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê. Si thi lô, si thi lô hi ba ri ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chân. Xí thí là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hí bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, ba chô là hai trường âm thông thường, phiếu là trường âm, phiếu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, ký rá là hai đoạn âm, t là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si thi lô hi ba rip ba, si thi lô hi ba rip ba chô phiêu vô a phiêu vô a ký rá tê ra chằng. Con xin đọc lại câu 3 câu 4 đi. Si thi lô hi ba ri ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chằng. Con đọc lại câu 4 câu. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê. Si thi lô hi ba ri ba chô phiêu vô a ki ra tê ra chằng. Dạ con xin xuống mic ạ. Sa thú xin chiếc lá mùa xuân. Không có chỗ nào sai sót ha, rất là rõ ràng chính xác ha. Rồi bây giờ xin mời tiếp sĩ Thiền Vũ. Alo, sĩ Thiền Vũ có chút máy không? Xin mời ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trung Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cơ pháp cú 313. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng pa vách ca mê. Cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường. Cá dí là hai đoạn âm, ra thê là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca di ra chê ca di ra thê năng đan ha mê năng pa bắc ca mê. Si thi lô hi pa ri pa chô tiêu chô a ki ra tê ra chăng. Si thi là hai đoạn âm, lô là trường âm thường, thí là đoạn âm, thá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, ta chô là hai trường âm thông thường, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, ký rá là hai đoạn âm, t là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si thi lô hi pa ri pa yo phiêu yo a ki ra tê ra giang. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 313. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê răng pa vắc ca mê.
ti thi lô hi paripha cho phiu cho a ti la te ra chăng. Dạ con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À, vậy có một mình chiếc Kim Nhung, Tăng Ba Cành Hoa. Còn những vị khác, Sĩ Thanh Hoàng tặng có một à. À, tức là ý của Sĩ Thanh Hoàng nói rằng Sĩ Thiền Vũ có sai chỗ nào đó. Và quý vị có thấy Sĩ Thiền Vũ sai chỗ nào không? Alo. Alo. Sĩ Kim Nhung nói là không. Sĩ Thanh Hoàng cũng nói không. Thôi bây giờ mời một người nói có đi. Alo, mời Sĩ Kim. Sĩ Kim nhận định về Sĩ Thiền Vũ sai chỗ nào? Có hai người nói là đúng ạ. Bây giờ Sĩ Kim hãy nhận định coi Sĩ Thiền Vũ sai chỗ nào. Xin mời. Con xin kính chào Sư Giới Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin sám hối, con xin sorry. Con không có nghe, con mắt dòm, con mắt làm chuyện khác. Con không có nghe gì hết đó. Con sorry, thôi để con phân tích lại. Con không có chăm chú nghe sư. Tại con thấy sư tặng ba cái vòng gì rồi đó. Con thấy sư theo dõi, con không đi nghe, con không biết cổ nói cái nào sai nữa. Con sám hối, hồi đấy con đọc lại, con phân tích lại đi sư. Con ơi, trời đất. Con xin phân tích theo cách mới của sư. Kinh Pháp Cú câu 313. Khá di ra xe khá di ra thề nặng đàn há mê nặng pha rắc khá mê si thi lô hi pha rích pha yô phiêu yô à khi ra tề ra chăng. Khá di ra xe khá di ra thề nặng khá di là hai đoạn âm, ra chê là hai trường âm thông thường, khá di là hai đoạn âm, ra thề là hai trường âm thông thường, nặng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đàn há mê nặng parak há mê, đàn là trường âm ngắn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, nặng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, rắc là trường âm, khá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Khá di ra xê ca rí ra thề nặng đàn há mê nặng parak há mê si thi lô hi pa rích pa yô piu yô a ki ra tê ra chăng. Xí thì âm, lô là trường âm thông thường, hí bá là hai đoạn âm, rít là trường âm ngắn, ba chô là hai trường âm thông thường, piu là trường âm ngắn, vô a là hai trường âm thông thường, khí rá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thi lô hí bá rít pa yo piu yo a kira te ra chăng. Con đọc hết từ đầu đến cuối bốn câu. Khá di ra se ca di ra thề nặng đàn ha mê nặng pa rắc ha mê si thi lô hi pa rích pa yo piu yo a kira te ra chăng. Dạ con xong rồi sư. Con không có để nghe nó, con mất đọc cái bài khác sư. Con sorry. Một hai ba, một hai ba, quý vị nghe rõ ha. Người sống ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết mình thôi, còn người khác không quan tâm. Trong khi đọc thì bắt người ta phải nghe, còn người ta đọc thì không thèm nghe, để biết cái sai cái trúng như thế nào. Trở lại vấn đề khi nãy Sĩ Thiện Vũ, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thanh Hoàng tặng hoa, còn những vị khác thấy Sĩ Thiền Vũ có sai chỗ nào không? Sĩ Kim vậy là tương đối phân tích vậy là không có gì sai sót ha. Nhưng mà đối với Sĩ Thiền Vũ
bị loãng không khí rồi. Hỏi rằng sư thiền vũ sai chỗ nào? Sư kim lên làm một hơi rồi chú ý nghe sư kim rồi bỏ quên sư thiền vũ. Alo, sư thiền vũ nghe lại ha, chữ barak kham mê ha, coi lại cái chữ này hình như không được tự tin. Barak kham mê câu số 2. Chỗ này á, sư thiền vũ khi mà phân tích á thì không phải là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm nhấn thì có thể đúng, nhưng mà trường âm thông thường chỗ này không phải cho đó là trường âm thông thường. Sư thiền vũ nghe lại ha, trên Facebook chỗ này. Còn tất cả đều chính xác. Tất cả đều chính xác. Rồi bây giờ trả lại vấn đề. Sư kim vậy là cho qua nha, bởi vì coi như không chịu chú ý bài người ta mà chỉ lo cá nhân ha, lo cá nhân không chịu theo dõi. Thế rồi người ta nói cái câu học thầy không thầy học bạn, chính người bạn của chúng ta sẽ làm cho chúng ta sáng tỏ vấn đề ha. Quý vị quan hỷ theo dõi anh chút. Rồi bây giờ câu 313 mời huynh Giang Nhất Hà quan hỷ phân tích cái câu 313 trường âm đoạn âm như thế nào. Alo, xà thủ bàn tay đẹp quá. Dạ, Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng và quý cô tư nữ cùng toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con xin đọc và phân tích thử câu pháp cú 313. Khajira te năng đàn há mê năng barak ca mê. Dạ, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên, đọc theo giọng nguyên âm. Dan ha me năng parak ka me. Dạ, dan là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ, câu 3 và câu 4. Sithilo hi parip pa cho piu yo akirate ra chăng. Xí thí là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, bá là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, ba cho là hai trường âm thông thường, piu là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, khí rá là hai đoạn âm, t là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc lại bốn câu à. Ca di ra chê, ca di ra thê năng, đàn ha mê năng, pa rắc ca mê, si thi lô hi pa rip pa chô, piu yô, a ki ra tê ra dăng. Dạ, con xin hết, con xin sư sửa giùm con ạ. Dạ, cảm ơn, con xuống mít ạ.
nhật hà. Này đọc thiệt chứ đâu phải đọc thử à, đọc hay vậy mà thử cái gì, đọc thiệt mà à, chính xác rõ ràng à, xa thủ xa thủ à, không ngờ huynh Giang Nhất Hà giỏi như vậy ha. Rồi bây giờ mời Sĩ Thanh Hoàng. Alo Sĩ Thanh Hoàng có chút máy không? À, nãy giờ tặng bông tặng hoa, bây giờ đưa mặt tay lên cũng 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 thấy không có mạnh dạn gì hết hả? Alo Sĩ Thanh Hoàng đã mất tiêu rồi. Rồi à, tặng bông tặng hoa thì được, mà đưa tay lên để à, phân tích trường âm đoạn âm thì thấy khó quá ha. Rồi khó quá thì xù ha, không sao. Bây giờ mời Xích Kim Nhung. Xích Kim Nhung đang lên mic hả? Đang lên mic sao không thấy? Đâu có thấy bàn tay đâu mà lên mic. Khi nào đưa bàn tay lên là mới chấp nhận, còn không đưa bàn tay lên đâu có thấy đâu mà lên mic. Alo Sĩ Thanh Hoàng, bàn tay đâu vậy mà nói đang lên mic hả? Không không thấy. À, mời mời Sĩ Kim Nhung đi. Sĩ Thanh Hoàng coi như đưa bàn tay mà bỏ trong túi áo. Ờ bây giờ mới thấy bàn tay nè. Rồi Sĩ Kim Nhung chờ chút ha. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con lên cái mic nó kém quá ạ. Con làm mãi không được, nó cứ rắt rắt nào ấy. Con xin kính đảnh lễ sư, con chào cả nhà. Con xin đọc câu Pháp Cú 313. Kajira che kajira the nang dan ha me nang paraka me Sito lo hiparipajo fiujo akirate rajang kajira che karirate nang dan hame nang parakame. Con xin phân tích ạ. Kari là hai đoạn âm ạ. Ra che là hai trường âm ạ. Cá rí là hai đoạn âm ạ. Ra thê là hai trường âm ạ. Năng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Đan ha mê, đan là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm, năng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Pá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn ạ. Cá là đoạn âm ạ, mê là trường âm ạ. Xít thí là hai đoạn âm ạ, lô là trường âm ạ, hí pá là hai đoạn âm ạ, rít là trường âm nhấn ạ, pa jo là hai trường âm thông thường ạ, phiu jo, phiu là trường âm nhấn, jo là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường ạ, ký rát là ký rá là hai trường âm thông thường, t là trường âm nhấn ạ, rá là trường đoạn âm ạ, răng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Kajira che kariya the nang dan ha me nang paraka me siti lohi paripajo fiujo arika akirat teja nang ạ. Dạ con xin hết, con xin sư sửa cho con ạ. Con xin xuống mic. Alo 123123. Chú Tinh Hoàng đọc nghe rõ ràng như vậy mà cũng không có ai tặng bông tặng hoa gì hết trơn à, chán quá. Cái này mời đâu có thèm lên à, cái gì à, chiếc Kim Nhung nói ký ra là hai đoạn âm à, rồi sao nữa, chị T là trường âm gì à, thiếu nè. Rồi bây giờ mời Sĩ Kim Nhung có ý kiến ý cò.
thì không tặng hoa cho người ta còn kiếm lỗi người ta nữa, khổ thiệt. Mời Sĩ Kim Nhung cho biết Sĩ Thanh Hoàng đúng sai thế nào, chơi với nhau là chị em mà còn mà kiếm lỗi với nhau nữa, khổ quá đi. Rồi mời Sĩ Kim Nhung nhận định về Sĩ Thanh Hoàng sai chỗ tặng tới bông hoa nhiều thế này, xin mời. Dạ alo, con kính đảnh lễ và ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, Thanh Hoàng là đọc hình như con nghe là cái chữ ký rá thì Thanh Hoàng là hai trường âm, thì con ghi đó là hai đoạn âm ạ. Dạ con vẫn tặng hoa cho bạn Thanh Hoàng. Con xin đọc cái phần của con ạ. Di ra chê ca ra thê năng đàn ha mê năng ca rắc ca mê. Cá dí là hai đoạn âm, ra chê là hai trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra thê là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê. Si thi lô hi pa ri pa cho phiêu yô a ki rát tê. Ra chăng, con xin đọc lại. Si thi lô hi pa ri pa cho phiêu yô a ki rát tê ra chăng. Si thi là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hi pa là hai đoạn âm, rip là trường âm nhấn, ba cho là hai trường âm thông thường, phiêu là trường âm nhấn, yo a là hai trường âm thông thường, ký rá là hai đoạn âm, t là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, trang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con có đọc sai, con xin sư sửa giùm con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123. Bây giờ quý vị chỉ nghe thôi, không dám tặng hoa, tặng bông ha. À, sao vậy? Đọc hay quá vậy mà tại sao không tặng hoa, tặng bông gì hết? Trong khi nãy Sĩ Thanh Hoàng ra chê, thê, ra là những trường âm thôi. À, câu 1, câu 2, câu 3 thì nói trường âm thông thường chỉ là những trường âm. Còn trường âm nhấn thì rõ ràng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì rõ ràng. Tới câu thứ tư á, a ki ra tê ha, chữ a ki ra tê thì khi đó mới xác nhận rằng chữ vô, chữ a là hai trường âm thông thường. À, ba câu trước không nói tới ha, nhưng mà câu cuối khi đó mới nhắc đến chữ vô, chữ a là hai trường âm thông thường. Rồi chỉ ký ra lại cho nó là trường âm thông thường nữa, mà chỉ t cho đó là trường âm nhấn, khổ đế thiệt. À, ở trước thông suốt, ở sau thì lại rắc rối ha. À, cho nên Sĩ Kim Nhung mới nói rằng ký ra là hai đoạn âm chứ không phải là trường âm thông thường. À, rồi chỉ T là trường âm thông thường, nói là trường âm nhấn. À, Sĩ Thanh Hoàng à, chú ý ha. À, ở trước là thấy suôn sẻ quá rồi, nhưng mà sau này tạo một cái lỗ hổng để coi đạo tràng có chú ý hay không. À, nhưng mà ai chứ, dù là bạn thân với nhau nhưng mà Sĩ Kim Dung vẫn thấy sai và có ý kiến. À, rồi quý vị chú ý ha, tiếp tục ha. Rồi cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh đi, không có gì phải rắc rối ha. Rồi bây giờ hồi nãy huynh Giang Nhất Hà phân tích quá, bây giờ
Mời Huynh Quang. Alo. Huynh Quang lên phân tích cho bà con nghe. À, xin mời bàn tay Huynh Quang. Rồi, đã mất tiêu rồi. À, rồi, bàn tay đẹp vậy mà chậm chạp quá. Sư ơi, bạch sư, con đang ở lái xe, sư ơi. Con, dạ, con xin lỗi. Alo, trường hợp bất khả kháng, quý vị thông cảm ha. Rồi, đang lái xe. Bây giờ mọi người khác. Alo, xin niệm từ. Alo, xin niệm từ ơi. Xin cái bàn tay của xin niệm từ. Rồi, xin niệm từ sẽ phân tích cho bà con nghe. Alo, xin niệm từ có chốt máy không ạ? Ơi, xa thủ, xa thủ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sung Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, và con kính chào Đạo Tràng. Cảm ơn Thiền Vũ đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phân tích câu 313. Cá dư ra chê cá ri ya thê năng, đành há mê năng bá rắc cá mê. Siti lo hi ba ri ba cho phi yo a kirate ra chăng. Dạ, con phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường. Cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thê là đoạn trường âm thông thường, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Số 2, đàn là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ, câu số 1, câu số 2. Cá di ra chê cá ri ya thê năng đành há mê năng bá rắc cá mê. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Xí là đoạn âm, thí là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, chô là trường âm thông thường. Phí là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, ký rá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. Si thi lô hi ba ri ba chô phi yô a ki ra tê cha ra chăng. Và con đọc lại hết một lần. Kariya che kariya karira kayira te nang dan ha me nang barakke kame sitilo hi ba ripa cho feyo akirate ra chang. Dạ, con đã đọc phân tích xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con dân xin dân mít lại cho ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Alo, 123, 123, quý vị thấy xin niệm từ có chỗ nào rắc rối không? À, vì nào có ý kiến? Rồi, mời Sĩ Thiền Vũ có ý kiến về xin niệm từ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Khi con nghe xít niệm từ phân tích câu số 4, Fuyo
xít niệm từ nói phiêu là trường âm nhấn, nhưng con lại nghe đọc như là phí là đoạn âm ạ. Đấy là con nghe thấy, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, có ai đồng ý với sư Thiền Vũ không? À, sư Kim Nhung nói đúng vậy. À, chính xác. Chữ này đọc là phiêu. Phiêu vô a ki ra tê ra chân. Hai chữ phiêu cho đọc nghe giống như chữ phí. À, xin niệm từ chính là chỗ này ha. Phiêu vô a ki ra tê ra chân ha. Rồi, xà thu xà thu. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Còn ai nữa đây? Để tìm coi. Sĩ Duyên hồi nãy kéo mời lên không lên. Rồi bây giờ chỉ còn Sĩ Sú Kha. Alo Sĩ Sú Kha. À, câu 313 trường âm đoạn âm như thế nào? Mời Sĩ Sú Kha. Rồi bàn tay đâu? Alo. À, cảm ơn cô Kim Nhung, con biết tiếng hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức thăng. Con kính chào với cô nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số, đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 313. Ca di già chế ca di già thề nàng đàn ha mê nàng pa la ca mê si thi nô hi pa ri ba chô phiu rô a ki ra tê ra chẳng. Cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra thê là hai trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăn là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, giác trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, xí thí, xí thí là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, hí pá là hai đoạn âm, díp là trường âm nhấn, ba chô là hai trường âm thông thường, phiêu là trường âm nhấn, dô a là hai trường âm thông thường, ký giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca di già chế ca di già thề nàng đàn ha mì nàng parak ca mì si thi nô hi pa ri ba chô phi u rô a a ki ra tê sa chăng. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin dịch cần phải làm, lên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin xuống mic ạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ sa thủ Sik Sukha. À, rất là chính xác, à, rõ ràng và không có chỗ nào sai. À, Sĩ Su Kha đã nhận được hoa của Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thanh Hoàng. À,
Xà thủ, xà thủ. Bây giờ sau khi phân tích xong, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng, tức là chúng ta tìm hiểu những cái từ mà chúng ta vừa đọc đó, nó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ câu đầu tiên, ca di ra chề, ca di ra thề năng. Câu đầu tiên chúng ta tìm hiểu ý nghĩa cho những từ này ha. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ, ca di ra là một, chề là hai, ca di ra thề năng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Ca di ra, cái từ này nó do cái động từ caroti, nó là một tha động từ, số ít. Ca di ra có nghĩa là nên làm. Ca di ra là nên làm. Cái từ thứ hai, chê, đây là một liên từ có ý nghĩa là nếu. Chê là nếu. Từ thứ ba, cái viết ra thề năng. Cái viết ra thề năng do cái từ cái viết ra tha cộng với ê năng. Cái viết ra tha cộng với ê năng. Cái gì ra tha thì quý vị biết rằng đó là nên làm, nhưng mà cộng thêm với ê năng, thì ê năng do cái từ ê na là một đại từ nam tính, nhưng mà ê na ở đây được chia theo đối các số ít, đối tỷ gia vị pháp tý ê có quá trình á, cho nên ê na biến thành ê năng là việc ấy, điều ấy. Điều ấy, việc ấy. Thì như vậy, cái gì ra tha, cái gì ra thề năng, tức là nên làm việc ấy. Nên làm việc ấy. Rồi, bây giờ câu đầu tiên này ý nghĩa như thế nào? Cái gì ra chề, cái gì ra thề năng. Nếu cần phải làm điều ấy thì nên làm. Nếu cần phải làm điều ấy thì nên làm. Rồi, câu số 2. Đàn hạ mê năng ba rắc ca mê. Đàn hạ mê năng ba rắc ca mê. Câu số 2, chúng ta có hai từ. Đàn hạ mê năng. Ở đây, chúng ta thấy chữ đàn hằng cộng với ê năng. Và nó biến thành đàn hạ mê năng. Cái đàn hát, đàn hát đây là một tính từ có ý nghĩa là chắc, là mạnh, và chữ đàn hằng có nghĩa là sự mạnh mẽ bền bỉ. Nó được chia theo đối các số ít, đối tỷ giao vị pháp tý ê có quá trình ha. Rồi chữ ê năng nó cũng là một đại từ nam tính, nhưng mà cũng được chia theo đối các đức tỳ gia vị pháp tý ê các quá trình hạ. Vậy thì đàn hạ mê năng tức là một cách bền bỉ, một cách mạnh mẽ điều ấy một cách mạnh mẽ. Rồi,
cái từ thứ hai đàn hằng chắc mạnh sự mình mẽ bền bỉ e năng việc ấy điều ấy rồi điều ấy bền bỉ mình mẽ rồi barakame thì chúng ta thấy ở đây có tiếp đầu ngữ bara chữ bara có nghĩa là trên quá hay là về một bên. Tiếp đầu ngữ này nó làm cho cái chữ kame kame căn ngữ kame là chữ cầm mà có ý nghĩa là đi hay là tiến hành và ở đây nó được chia theo parakame nó là một động từ ha đây là một động từ số ít parakame có nghĩa là nên tiến hành nên áp dụng parakame là nên tiến hành nên áp dụng vậy thì cái câu số 2 này cái gì là vừa nói là từ động từ gì ha cái gì là một động từ số ít tha động từ ha nên là cái gì là tha nó cũng là những động từ số ít có ý nghĩa là nên làm ha. Còn câu số 2 đàn hạ mê nằng bá rắc cá mê câu này có ý nghĩa hãy nên tiến hành điều ấy một cách bền bỉ hãy nên tiến hành điều ấy một cách mạnh mẽ alo chị Thanh Hoàng hết nghe rồi hết nghe chạy ra ngoài rồi lấy trấn chạy vô chắc nghe được rồi chị Kim Nhung thì nghe rõ câu số 2 đàn hấp mê năng bắt rắc cặp mê hãy nên tiến hành điều ấy một cách bền bỉ hay là một cách mạnh mẽ đó là ý nghĩa câu số 2 ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Câu số 3. Sithilo hiparipacho. Sithilo hiparipacho. Câu số 3 chúng ta có 3 từ. Sithilo là 1, hi là 2, paripacho là 3. Sithilo do cái từ Sithila. Sithila là một tỉnh từ nam tính và Sithila này được chia theo chủ các số ít Bathama Ekavachana Vipatti cho nên chữ Sithila biến thành Sithilo. Sithilo có nghĩa là buông lung lỏng lẻo buông lung lỏng lẻo Sithilo rồi tiếp theo là chữ hí hí đây là một trạng từ có nghĩa là thật vậy paribbacho do cái từ paribbacha nó là một danh từ nam tính akranta pumlinga và chữ paribbacha này được chia theo chủ các số ít đô thị Bathama Ekavachana Vipatti cho nên Paribbacha biến thành Paribbacho. Paribbacho là người xuất gia. Người xuất gia. Vậy thì Sithilo hi Paribbacho. Thật vậy. Người xuất gia buông lung, người xuất gia buông lung hay là lỏng lẻo ở đây
Ngài Hòa Thượng dịch là xuất gia sống phóng đãng. Phóng đãng tức là buông lung, dễ vui, quên mình ha. Thật vậy, người xuất gia buông lung ha, hay là sống phóng đãng. Và câu cuối cùng, phiêu vô à khi ra tề ra chẳng, phiêu vô à khi ra tề ra chẳng. Câu cuối cùng có ba từ, phiêu vô là một, phiêu vô xí niệm từ ha, đừng có đọc là phí vô ha, mà đọc là phiêu vô. Phiêu vô à khi ra tề ra chẳng. Câu số 4 có ba từ ha, phiêu vô, đây là một trạng từ, có nghĩa là nhiều hơn. À, nói về sự so sánh ha, ở trên thì ít, à, ở dưới thì nhiều. À, rồi chữ Akirate, 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 đây là một động từ số ít. A là tiếp đầu ngữ, hướng về. Kirate do căn ngữ ki có nghĩa là rải rác, chạy tán loạn. À, rải rác, chạy tán loạn. Thì như vậy Akirate là làm cho vương vãi, làm cho tung tóe. Akirate làm vương vãi, làm tung tóe, tung tóe. Kirate về Kirate lại ra tán loạn, làm vương vãi, làm tung tóe, đúng rồi. Rồi cái từ cuối cùng ra chân, ra chân do cái từ ra cha, ra cha là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga, và chữ ra cha này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ ha quy phát tỷ e các quá trình á, cho nên chữ ra cha biến thành ra chân. Ra chân có nghĩa là bụi bặm, bụi ám chỉ về triền phược, cấu uế, phiền não ha. Nói về bên trong, trong có bụi bặm ở bên ngoài. Rồi, như vậy câu cuối cùng này có ý nghĩa thế. Phiêu vô Akirate là chân, làm tung tóe bụi bặm nhiều hơn, làm vương vãi bụi bặm nhiều hơn. Vậy thì câu Phật ngôn 313 cho chúng ta ý nghĩa. Nếu cần phải làm điều gì thì nên làm điều ấy, tiến hành điều ấy một cách bền bỉ. Bởi vì người xuất gia làm khuấy động ô nhiễm còn nhiều hơn nữa. Alo, ý nghĩa câu Phật ngôn 313. Nếu cần phải làm điều gì thì nên làm điều ấy, hãy nên tiến hành điều ấy một cách bền bỉ. Buông lung làm khuấy động ô nhiễm còn nhiều hơn nữa. Chắc là nghe con gà nó kêu nhiều hơn, nghe, nghe lớn hơn. Chúng tôi nói nè. Rồi, như vậy thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức với câu Phật ngôn 313 đã dịch ra xong các lục bát như thế này. Có điều phải, hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì,
đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn thế này: cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Rồi, như vậy thì về từ vựng chúng ta cũng đã đi sâu vào ý nghĩa từng từ. À, bây giờ đến cái phần tiếp tục câu Phật ngôn này. Sau khi chúng ta phân tích trường âm, đoạn âm, tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong, thì bây giờ bắt đầu chúng ta học. Trước tiên chúng tôi xin đọc trước: ca di ra chề ca di ra thề nằng đàn há bề nằng phá rắc ca bề si chi lô hi pê rít ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chằng. Ca di ra chề ca di ra thề nằng đàn há bề nằng phá rắc ca bề si chi lô hi pê rít ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chằng. À, đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: ca di ra chề ca di ra thề nằng đàn há mề nằng ba rắc ca mề si thi lô hi pa rít ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chằng. Ca di ra chề ca di ra thề nằng đàn há mề nằng ba rắc ca mề si thi lô hi pa rít ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chằng. Như vậy là có hai cách đọc ha. Một cách đọc quý vị đọc một hơi, cách đọc thứ hai quý vị dừng lại cuối câu số 2, bởi vì nó là trường âm. Và cách đọc thứ hai là một cái cách đọc thích hợp để cho quý vị bảo tồn về hơi sức ha. Bảo tồn về hơi sức. À, và ý nghĩa câu Phật ngôn 313: cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Rồi, bây giờ xin mời quý vị hãy tuần tự, ai đưa tay trước thì đọc trước. Rồi, xích mê ta, xà thủ xà thủ. Dạ, Nam Mô Bố Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã được nghe âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con lặng sâu quá nhưng mà con có nghe. Con không có tham gia được nhưng con có nghe. Dạ, bây giờ con xin phép đọc trước. Kariya che kariya thề nang đàn ha mê nang ba rắc ca mê si thi lô hi ba rip ba chô phiêu vô a ta tê ra chăng. Kariya che kariya thề nang đàn ha mê nang ba rắc ca mê si thi lô hi ba rip ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chăng. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, một lát nữa con cũng bận thôi, con xin phép kể luôn. Ca di ra chê, ca di ra thê năng, đàn ha mê năng, ba rắc ca mê.
Sĩ thi lo vi bà ri ba cho phiêu vô a ki ra tê ra chẳng ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba ca mê si thê lô hê ba ri pa chô phiêu vô a ki ra tê ra chẳng. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Có điều phải, hãy nên làm. Tiến từng bước một, kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui, tung bụi càng khi càng mờ. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại Đại Tràng. Không biết có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Như Quang, chị Nhật Huỳnh cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 313 ạ. Kajira che kajira the nang dan ha me nang barak ka me Siti lo hi parip pa cho phiu yo a kira te ra chang. Kazira te nang dan ha me nang parak ka me. Siti lo hi parip pa cho phiu yo a kira te ra chang. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi lịch, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có điều phải làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì, đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 313. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Nhật Quỳnh nghe chị Meta lặng. Xong rồi, Nhật Quỳnh lặng. Không biết Kim Nhung chừng nào lặng đây. Hình như trong đạo tràng này cái chữ lặng này nó lây hay sao mà. Thấy Nhật Quỳnh thấy lặng thì tới hồi trở lại nghe chị Meta cũng lặng luôn. Mà Nhật Quỳnh nghĩ Kim Nhung sắp lặng rồi đấy. Phải không Kim Nhung? Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rát ca mê. Sai rồi. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rát ca mê. Si thi lo hi ba ri ba cho phiu yo a ki ra te ra chăng ca di ra che ca di ra thể năng đàn ha mê năng ba rát ca mê si thi lo hi ba ri ba cho phiu yo a ri ca te ki ra te ra chăng
ca di đà ca di ra chề ca di ra thề năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lợ hi ba rip ba chợ phiêu dơ a ki ra tề ra chăng. Con đọc một lần nữa, ngài biểu đọc hai lần mà con thấy con sai quá nên con xin đọc thêm một lần nữa. Ca di ra chề ca di ra thề năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba rip ba chờ phiêu dơ a ki ra tê ra chăng. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng xuất gia sống phóng đảng chỉ tăng loạn bụi đời. Và đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một kiên gan hành trì, đời tu sĩ có ra gì dễ vui, tung bụi càng khi càng mờ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con hành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú, con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con. Dạ, sa thú bàn tay, xích kim và thiền vũ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 313. 313. Kajira che kajira te nang dan ha me nang parak ka me siti lo hi parit pa yo piu yo a kira te ra chang. Kajira che kajira re tang. Kajira che kajira te nang dan ha me nang parak ka me siti lo hi parit pa yo piu yo a kira te ra chang. Kayi ra che kari ra te nang dang ha me nang parak ka me siti lo hi parit pa yo piu yo a kira te ra yang. Con cãi luôn sư, để ngồi sư khỏi là. Kayi ra che kari ra te nang dang ha me nang parak ka me siti di lo parit pa yo chiều yo ari ka te ra chăng. Sao kể xong kỳ á mà bữa nay mắt làm công chuyện khác không có chăm chú này tiêu đời rồi. Ka di ra che ka di ra te năng. Ủa, cái này chính nữa làm sao. Ka di ra che ka di ra te năng đang ha mê năng pa rắc ca mê si thi lô hi pa rít pa yô phiêu yô a ki ra tê ra yăng. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng xuất gia sống phóng đảng chỉ tăng loạn bụi đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sửa, con xin nhường máy lại cho người khác. Alo, sư thiền vũ chờ một chút ha. Sít kem Parit ba cho chữ cho mà đọc giống như chữ giá chữ phiêu vô thì rõ ràng, còn Parit ba cho thì đọc chữ cho này giống như chữ vô bên kia hả. Phân tích rõ một chút nha. Si thi lô hi parit ba cho phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Chú ý chỗ này ha sít kem. Chữ Z, chữ ba chô, đọc nghe giống như ba vô, chữ phiêu vô thì rõ ràng, rồi chỉ có chỗ đó thôi. Xin mời sư Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư chú ý Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin trả bài pháp cú câu 313. Kari cha dê chê Kari ra thê năng đan ha mê năng pa vắc ca mê si thi lô hi pa rít pa chô phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Kari ra chê Kari cha thê năng đan ha mê năng pa vắc ca mê
Di thi lô hi pa ri pa cho phi yo a ki ra te sa chăng. Con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia, sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Có điều phải, hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Con xin kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đến lễ Sư Trí Đức. Và con xin kính chào Đạo Trà. Con xin đọc và phép đọc ạ. Cát chí ra chê, cát chí ra thế nằm. Ta ha me nam pa ka ka mi si ti lo hi pa ri ba cho pi phi yo a ki ra te ra jam ka ji ra che ka ji ra te nam da he nam pa ra ka mi si ti lo hi pa ri ba cho phi yo a ki ra te ra jam. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, sức gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Con xin đọc tiếp. Đó là bản hòa thượng của Thích Minh Châu. Ca di ra chê ca di ra thi nằm đà ha mê nằm đà ha mê nằm bát ca ca mi si thi lô hi ba ri ba chô phi yô a ri a ki ra Akira te rajam. Có điều phải, hãy nên làm, tiến đến từng bước một, kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin xuống mic là xin sư có gì sai xin sư chỉ cho con. Con cảm ơn cô Như Quang bốt bài cho con. Dạ con xin xuống ạ. Alo, sa thú Huỳnh Chân Tông. Huỳnh Chân Tông xứng đáng được tặng cái giải can đảm ha. Có nghĩa là vô sao, nhưng mà đưa tay lên là đọc bài liền bởi vì Huynh Chân Tâm vô sao cho nên chưa có nghe cái sự phân tích rồi ý nghĩa tự vấn cho nên cái giọng đọc của Huynh Chân Tâm có những cái chỗ mà trường âm thông thường lại thêm dấu sắc vô, chỉ thê năng đọc là thế rồi mặc dù đọc chạy chữ nhưng mà cũng có những cái chỗ hơi không được tự tin mong rằng Huynh Chánh Tâm đến với đạo tràng sớm hơn tí nữa thì sẽ nắm bắt rõ ràng. Bây giờ Huynh Chánh Tâm nghe Huynh Giang Nhất Hà cái giọng đọc của Huynh Giang Nhất Hà, chắc chắn rằng Huynh Chánh Tâm sẽ sửa những cái chỗ nào mà mình cảm thấy rằng không được tự tin. Rồi bây giờ mời Huynh Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 313. Kajirache, kajirathe nang, danhame nang, parakame,
Siti lo hipa ripa jo piu yo akirate rajang. Kaji raje kaji rate nang dan hame nang parakame siti lo hipa ripa jo piu yo akirate rajang. Cần phải làm nên làm, làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có điều phải, hãy nên làm, tiến từng bước một kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi, càng khi càng mờ. Là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ có sai xin nhờ sư sửa giùm, con xin xuống mic ạ. Dạ con xin kính thỉnh lễ sư Chi Đức. Con xin chào đạo tràng. Con xin đọc câu 313. Ca di ra chê ca di ra thề nằng đàn ha mê nằng ba rắc ca mê Siti lo hi ba ri ba ba cho phiêu yo a ki ra tề ra chăng. Con xin đọc lại nữa. Ca di ra chê ca di ra thề năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê Siti lo hi ba ri ba cho phiêu yo a ki ra. Đọc sao? Siti lo hi ba ri ba cho phiêu yo a ki ra tề ra chăng. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ca di ra chê ca di ra thề năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê Si thi lô hi ba ri ba chô phiêu dô a ki ra tề ra chăng. Có điều phải là hãy nên làm, tiến từng bước một kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi càng khi càng mờ. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sít Như Quang và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh cho biết có âm thanh rõ. Con xin trả bài câu Pháp Cú 313. Dạ, cảm ơn Sít Như Quang đã post bài lên ạ. Ca di ra chê ca di ra thề năng đèo ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba ri ba ba chô phiêu yô a ki ra tê ra chăng. Ca di ra chê ca di ra thề năng đèo ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba ri ba chô phiêu vô a ki ra tề ra chăng. Dạ con xin đọc bản dịch ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Ca di ra chê ca di ra thề năng đèo ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba ri ba cho phiêu yo a ki ra tề ra chăng. Con đọc bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một kiên gan hành trì. Đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi càng khi càng mờ. Dạ con đã trả bài xong. Con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài. Alo, xin niệm từ.
sai một chữ. À, quý vị thấy sứ mệnh từ sai chữ nào? Alo, sai chỉ có một chữ thôi. À, quý vị có nghe sứ mệnh từ sai chỗ nào không? À, sứ Thiền Vũ hả? Sứ Thiền Vũ có ý kiến hả? Rồi, xin mời sứ Thiền Vũ. Dạ, con theo con nghe đấy thì ở câu 2 đáng nhẽ là đan há mê răng thì con nghe ra là đeo há mê răng ạ. Con không biết con nghe có đúng không ạ? Con xin sư sửa cho con ạ. Alo, nhất trí. Không phải riêng sư Thiền Vũ nghe như vậy mà huynh Giang Nhất Hà cũng nghe cái chữ này. À, xin niệm từ. Nó là chữ nguyên âm của nó là chữ A, A chữ A chứ không phải là chữ E. À, à, ở đây chữ đan hạ mê tầng chứ không phải là chữ đeo. À, xin niệm từ đọc ở chỗ này. Tại vì khi nãy đề sai chữ phiêu vô. À, bây giờ thì chỉnh sửa lại cái chữ phiêu vô đúng rồi ha. Nhưng mà bây giờ chữ đan hạ mê năng. À, đan chúng ta đọc là đan chứ không phải là đọc như siết niệm từ là chữ đeo ha. Rồi, xà thủ xà thủ. Như vậy là quý vị cũng đã thể hiện rất là tốt qua cái giọng kinh. Tại sao không có lẫn lộn kinh và kệ, tức là đọc cái giọng kinh trước nghiêm túc rõ ràng, rồi khi đó chúng ta mới thư giãn qua giọng kệ. Chứ đọc một lần vừa kinh vừa kệ là quý vị đọc bị nhiễu sóng liền. À, tức là bị rối. Và bây giờ còn giọng kinh còn ai đọc nữa không? Nếu không đọc còn xích duyên nữa nè, xin mời. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính lễ sư Trí Đức. À, con xin chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời, con xin sám hối trước nãy sư kêu mà con bận quá, con không có cầm mic được. Dạ, con xin đọc bài ạ. Kachirache, kachirache nang da ha me nang baraka me. Siti lo hi pari, con xin sám hối. Siti lo hi pa vip pa cho phi yo a chi ra te ra yang ca di ra che ca di ra the nang da ha me nang ba ra ca me siti lo hi pa vip pa cho phi yo a chi ra tề ra yang ca y ra chê ca y ra thề nằng ta ha mê nằng ba ca mê si thi lô hi ba vip ba yô si yô a ki ra tề ra yang. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đẳng chỉ tăng loạn bụi đời, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì, đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tu bụi càng khi càng ngờ, của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. Dạ con biết sai, xin sư sửa ạ. Nên mô Thích Thầy ạ. Alo, 123, 123, xích duyên, bị phân tâm, bị đứa nhỏ thuộc lét, nhưng mà vẫn đọc câu chảy. Tuy nhiên cái chữ đàn hát mê năng, câu số 2 ha, đàn hát mê năng, chỗ này đọc chưa được tự tin lắm, thì chỉnh sửa lại chỗ này ha. Câu số 2, đàn hát mê năng ha, rồi.
Bây giờ qua giọng kinh thì quý vị đọc rất là tốt, chỉ có một vài vị bị phân tâm thôi, nhất là huynh chánh tâm là vô sao rồi coi như chưa nắm bắt, cho nên cũng có những cái chỗ mà sai sót ha. Không sao, nếu mà vô sớm sớm một chút á, là coi như sẽ nắm bắt được. Rồi bây giờ chúng tôi ôn lại về giọng kinh với hai cách đọc. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi pa rip ba chô phiêu yô a ki ra tê ra chăng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai ha. Ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi pa rip ba chô phiêu yô a ki ra tê ra chăng. Đó là hai cách đọc. Quan trọng là chúng ta đọc rõ từng từ, rõ, và chúng ta đọc chúng ta biết chúng ta sai chỗ nào, bởi vì quý vị đã từng phân tích trước rồi, cho nên khi cái giọng đọc của mình nhìn vô mặt chữ mình biết nó là đoạn âm trường âm như thế nào, chắc chắn rằng quý vị tự tin. Như vậy thì cái câu này với hai giọng đọc, một giọng đọc là chúng ta đọc nguyên một bài, giọng đọc thứ hai chúng ta chia ra làm hai, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chúng ta có thể mệt nghỉ tại trường âm cuối câu số 2. Và đọc như vậy thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn và có lực hơn. Đừng bao giờ đọc nhát gừng. Nhắc gừng có nghĩa là đọc từng câu một rồi nghĩ, từng câu một rồi nghĩ, đọc như vậy thì nó không xúc tích, nó không có liền lạc. Cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ví dụ ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê. Quý vị có thể dừng ở chỗ này ha. Và dừng như vậy thì chúng ta thấy cái hơi sức của chúng ta cảm thấy vừa phải. Còn mà kéo liền qua câu số 3, câu số 4 thì sẽ đứt hơi. Mà đứt hơi đưa tới cái chỗ đứt bóng dễ lắm. Thôi bây giờ chúng ta đọc giọng kệ ha. Giọng kệ là một hình thức thư giãn, nhẹ nhàng một chút, chứ không có nghiêm túc, không có trân trọng như là giọng kinh. Bây giờ chúng ta đi qua giọng kệ. Đây là câu 8 từ. Thì chúng ta phải chia ra nó thành 2, 4, 4 ha. Bây giờ chúng ta đọc trước. Ca di ra chê, ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô phi ba ri ba chu phiêu yu a ki ra tê ra chăng ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba ri ba chu phiêu yu a ki ra tê ra chăng ca di ra chê ca di ra thê năng đàn ha mê năng ba rắc ca mê si thi lô hi ba ri ba chu phiêu yu a ki ra tê ra chăng. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia không phóng đãng, chỉ tăng loạn buổi đời. Quý vị thấy kệ như vậy mà mấy con gà cũng phụ họa vô nữa. Rồi, xin mời quý vị tiếp tục. Alo. Khó quá. Khó quá, không có ai đưa tay hết. Rồi, quên chánh tâm tuyệt vời. Dạ,
Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Xong con xin kính lễ sư Chi Đức và con xin kính chào đạo trà. Con xin kể ạ. Ca di ra chế ca di ra thế nam đà ha mê nam ba ra ca mi si thi lo hi pa ri ba cho vi yo a ki ga te ga yam ca di ra chế ca di ra thế nam đà ha mê nam ba ra ca mê si thi lo hi ba ra ba cho vi cho a ki ra te ra chấm. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, sức gia sống phóng đảng, chỉ tăng loạn bụi đời. Gia con xin xuống với tại, con xin cảm ơn sửa cho con, cảm ơn. Dạ, xà thù kính cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm. Nam mô Bụt Thầy, dạ, một lần nữa còn thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Và Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và cảm ơn Thiền Phụ. Dạ, vậy kính mời Quỳnh Quang nha. Muốn kể, muốn nói gì mời Quỳnh cầm mic bạch với sư nha. Mời Quỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và kính chào đạo tràng. Con xin lỗi là hôm nay con không có, con lái xe cả ngày thành thử bởi vậy không có học gì được bài hôm nay. Nếu mà sư cho phép thì con kệ bài cũ thôi, chứ con không có biết gì hết về bài mới hết sư. Dạ mô Phật, như vậy thì con kể bài cũ thôi sư ha. Dần kinh chi si thi lăng ca măng sang ki lít thăng cha dân hoa tăng sang ca sa răng brahmachari yang na tăng hôn tim ma hap pha lăng dần kinh chi si thi lăng ca măng sẵn ki lít thăng cha dân hoa tăng sẵn cát sa răng brahmachari yang na tăng hô ti ma hấp pha lăng. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc, mong gì tốt hơn. Dạ, đó là cái bài kệ của ngày hôm qua. Con xin lỗi đạo tràng, dạ, con xin lỗi sư là hôm nay con không có học được gì hết, con lái xe cả ngày. Nên mong sư, mỗi chào. Xa thủ bình quang, dạ. Dạ, kính mời đạo tràng đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, dạ, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin kể bài 313. Ca di ra chế, ca di ra thề năng. Đàn hà mê nắng pa rắc ca mê si thi lô hi pa rít pa chô
phiêu vô a ki ra tê ra chăng. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đảng, chỉ tăng loạn bụi đời, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mic ạ. Xà thủ chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin được cái bài Pháp Quốc Kinh 33. Cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị nha. Ca di ra chê, ca di ra thê năng, đàn hà mê năng, bà ran ca mê. Sĩ thi lô hi, bà riệp ba chô, kiều dô a kê, ra tê ra chẳng. Ca di ra chê, ca di ra thê năng, đàn hà mê năng, bà ran ca mê. Sĩ thi lô hi, bà riệp ba chô, kiều dô a kê, ra tê ra chẳng. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đảng, chỉ tăng loạn bụi đời. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gan hành trì, đời tu sĩ có ra gì, dễ vui tung bụi càng khi càng mờ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Mến chào Thanh Thủy vào đạo tràng và mời Thanh Thủy cầm mic. Thanh Thủy ơi, và kính mời đạo tràng và Nhật Quỳnh xin xuống mic ạ. Alo, tại sao sĩ Nhật Quỳnh nói trời ơi mic ế, ế sao được mà ế? Tại trong đạo tràng này ta thấy cái bài này dễ quá, cho nên quý vị coi như không có đưa tay, không có đọc thôi. Mà nếu có đọc thì đọc như cái kiểu của chiếc lá mùa xuân á. Chiếc lá mùa xuân á là rút ngắn thời gian lắm. Người ta nói văn hay chẳng lựa là dài. Vừa đọc một lần đã thấy văn hay. Tức là chiếc lá mùa xuân chỉ cần đọc một lần là chắc ăn. Chứ đọc lần thứ hai, lần thứ ba làm gì? Chỉ cần một lần thôi là đủ thấy hay rồi ha. Rồi bây giờ sĩ Thanh Hoàng nè, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Con thử kệ xem có được không ạ. Kariya che kajira the nang dan ha me nang parak ka me sithilohi paripacho phiêu vô a ki ra tê cha ra chẳng ca ri cha che ca di ra thê năng đàn hà mê năng pa rắc ca mê
Si thi lo hi pa ri pa cho Phiu cho a ki ra te ra chang. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng xuất gia sống phóng đãng chỉ tăng loạn bụi đời. Dạ con xin hết, con xin kính gửi mic lại sư sửa cho con ạ. Con kính cái chào đạo tràng ạ. Dạ con Thanh Thùy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Cảm ơn Thiên Vũ. Con xin cảm ơn Giang Nhất Hạ. Con xin đọc câu pháp cú số 313. Cá di ra thề năng đan ham mê năng bá gắt Khamme Sitilo Hiparipayo Thiyo Arikate Rajang Rajang Kariya Che Kari. Dạ con xin đọc lại. Kajira Che Kajira Thê Năng Dan Hame Năng Parakame Sitilo Hiparipacho Thiyo Ari Rate Rajan Rajan chứ. Dạ con xin đọc lại. Lâu quá không có học, còn quên hết trơn. Kajira Che Kajira Thê Năng Dan Hame Năng Parak Kame Sitilo Hiparipacho Piyo Arikate Rajan. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng xuất gia sống phóng đãng chỉ tăng loạn bụi đời. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có điều phải hãy nên làm, tiến từng bước một, kiên gian hành trì. Đời tu sĩ có ra gì để vui tung bụi càng khi càng mờ. Bản thuộc phổ thơ của Hòa Thượng Giáo Đức. Và con kính chuyên ồ hai kệ ạ. Cảm ơn sức Nhật Quỳnh nhắc tuồng ha. Cà chí ra chê, cà chí ra thê nắng, đán hà mê nắng, bà răng ca mê, sì thị lô hi Paripacho Piyo Arikate Rajan Kajirache Kajirathe Nam Danhame Nam Parangame Siti Lohi Paripacho Piyo Akirate Rajan. Dạ con kể xong, con kính chân đạo tràng, con kính thỉnh sư trở lại. Xà thủ sư Thành Thủy. Lâu quá vô đạo tràng, dòng kinh dòng kệ nghe vẫn còn phong độ ha, nghe vẫn còn thấy sao rồi chiếc meta rồi gồm. Bây giờ ôn lại và chúng ta đi vào duyên sự của câu Phật ngôn 313. Kariya che kajira thề nằng đàn hát mê nằng bá rắc ca mê si thi lộ hi pa rít bà chù phiêu vô à ki ra thề ra chẳng. Kajira che kajira thề nằng đàn hát mê nằng bá rắc ca mê Sithilohi Paripacho Piyo Akirate Rajan. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng xuất gia không phóng đãng chỉ tăng loạn
bụi mờ, bụi đời. Câu Phật ngôn 313, 312, 311 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó như thế này. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Ngài đã đề cập đến một vị tỳ khưu đa ngôn thuyết lên pháp thoại này. Đa ngôn tức là nói nhiều ha. À, vị tỳ khưu này vô tình kéo những cái cọng cỏ bị đứt, rồi khởi lên hoài nghi, mới đến một vị tỳ khưu khác hỏi rằng: này hiền giả, nếu có một vị tỳ kheo nào kéo đứt những cọng cỏ thì vị ấy có phạm tội hay không? Này hiền giả, vị ấy vô tội do vô ý, nhưng mà phạm tội do cố ý và sám hối thì hết. Ý nghĩa ở đây, nếu mà chúng ta vô tâm, không có ý bứt phá những cọng cỏ, do cái vô tội mà do vô ý, tức là chúng ta không có ý để phá hoại những cái cây cỏ thì không tạm phạm tội. Nhưng mà phạm tội vì do vô ý, thấy những ngọn cỏ này, thấy không ưa, thấy ghét, thấy bực bội, chúng ta cố ý làm cho đứt ngọn những cọng cỏ đó. Nhưng mà khi cố ý như vậy rồi thì chúng ta biết tội, chúng ta sám hối thì sẽ hết. Và vị tỳ kheo kia tưởng chừng là như vậy, vẫn tiếp tục làm như cũ, tức là không có hề ăn năn sám hối. Và các vị tỳ kheo bạch chuyện này lên Đức Phật. Đức Phật đã khiển trách bằng ba câu Phật ngôn: như cỏ sa vụn nấm tất bị họa đứt tay, hành sa môn tà tất bị đọa địa ngục. Rồi có Phật ngôn 312: sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sau chứng được quả lớn. Và câu Phật ngôn 313: cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng chỉ tăng loạn bụi đời. Và khi ba câu Phật ngôn này chấm dứt, thì được cô đọng lại một bài thơ thế này: định nhổ khỏi cây dấu vẫn còn, phải đau sám hối tội tiêu mòn, dễ vui chồng chất nhiều sơ suất, hành pháp sa môn khó đủ trò, lỗi nhỏ phạm rồi cải hối ngay, nguyện chừa chớ tái phạm liền tai, bụi đời tha mái không gieo rắc, phúc chốc vô sanh quả hiển bày. Như vậy thì duyên sự câu Phật ngôn 311, 312, 313 chúng ta đã trình bày xong. Theo ý nghĩa những câu Phật ngôn này thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta đừng có coi thường những việc ác nhỏ, mà chính những cái điều ác nhỏ đó nó chồng chất, nó sẽ thành ra một cái trường kỳ nghiệp, một cái sự huân tập, và càng ngày nó càng nhiều thêm. Ví dụ như trường hợp của ông Chuông Đá sát bên chùa Kỳ Viên, ông làm một cái hành động ác nghiệp suốt 55 năm, tức là hành nghề đào tể, đồ tể, sát bên chùa, nhưng mà chưa hề để bát cúng dường đến một vị tăng, hoặc là bỏ ra một ít tài sản của cải để tạo sự an vui. Mà cái nghề của ông ta là suốt 55 năm chỉ là giết heo, giết bò. Và cái nghề đồ tể ông viết theo như vậy là suốt 55 năm, nó chồng chất. Để rồi cái trường kỳ nghiệp đó, khi cận tử nghiệp đến, là ông ta bị đau khổ suốt trong vòng 7 ngày. Tức là trong vòng 7 ngày đó, thì ông ta la hét bò lăn lóc ở trong nhà, rồi người ta sợ
cái tiếng la của ông rất là lớn. Tiếng la của ông giống như cái tiếng mà những con heo bị khuyết vậy, nó la ẹt mà nó la to lắm. Xung quanh mới tưởng rằng ồ, có nhà nào đó đặt cho ông làm nhiều con heo để lễ dỗ gì đó, cho nên suốt 7 ngày mà cái tiếng la hét như vậy nên là vang vọng. Rồi trong gia đình sẽ mắc cỡ, ông ta coi như la hét bò lết như vậy, quần áo cũng coi không có, tức là ở trần ở truồng như vậy bò hét la hét, thì người ta mới đẩy ông ta vô trong một cái phòng đóng cửa lại, chứ để ông ta bò ra ngoài thì người ta coi mất thể diện đi, danh giá của gia đình, người ta mới đóng cửa lại. Và khi đóng cửa lại như vậy thì cái âm thanh càng vang lớn, ông la hét suốt 7 ngày như vậy ông mới chết. Thì quý vị thấy rằng từ một cái việc làm mà chúng ta làm bức một cọng cỏ, nhưng mà chúng ta không ăn năn không sám hối, để rồi sao? Đọa làm súc sanh. Một vị tỳ khưu, quý vị biết, khi mà đi trên một chiếc xuồng rồi nước chảy xiết, vị này không có ghi nhận, không có chú tâm, để rồi sợ sệt phát sanh lên, đưa tay quơ một bụi cỏ để giữ chiếc thuyền lại. Nhưng mà nước thì nó cuốn trôi, rồi do cái sức đẩy của chiếc thuyền từ trên xuống và cái bụi cỏ nó đứt lìa. Và thế là vị tỳ khưu này nghĩ tưởng rằng mình vô tình mình làm đứt cái bụi cỏ này thì cái lỗi nó cũng đâu có nặng bao nhiêu. Nhưng mà rồi tới khi mà sắp chết á, cần tử nghiệp nó trổ quả, và cảm thấy nơi cái cổ mình nó ngứa ngứa, có cái gì nó vướng vướng, thì vị này mới suy nghĩ lại cái chuyện gì xảy ra, và tư tưởng nhớ lại trong khi mình đi thuyền đó, bức nguyên một bụi cỏ, và chính đó là phạm tội tác ác mà thôi. Tác ác thì sám hối thì hết tội, nhưng mà bây giờ trước khi lâm chung đâu có vị tỳ khưu nào để cho mình sám hối, cho nên vị này ray rứt ăn năn vì cái lỗi lầm mình đã phạm, và bây giờ sám hối không được, không có người để sám hối, để bày tỏ cái lỗi của mình, cho nên vị này ra đi với tâm trạng rất là trăn trở. Và thế là đọa làm long vương, xin làm một con rồng. Một con rồng đó, quý vị biết tuổi thọ của nó là từ kiếp Phật Kakusandha, từ Đức Phật Kakusandha, rồi vượt qua Đức Phật Gonagamana, đến Đức Phật Kassapa, thì con rồng này vẫn còn nằm dưới một cái dòng sông. Để rồi khi nghe cái chiếc mâm vàng nó rớt xuống, chạm phải những cái mâm vàng khác, thì con rồng này nó mới thốt lên, nó thức dậy và nó thốt lên: ồ, hôm qua một ông Phật, hôm nay thêm một ông nữa. Tức là quý vị thấy cái kiếp sống của súc sanh, của loài rồng kéo dài mấy kiếp của Đức Phật như vậy, chỉ vì một cọng cỏ, chỉ vì một cọng cỏ mà không sám hối. Rồi với câu Phật ngôn này chúng ta thấy cần phải làm thì làm liền, đó là thiện sự thì chúng ta phải làm ngay, bởi vì khi mà chúng ta không tận nhân lực thì làm sao mới chi thiên mạng, tức là mình phải làm hết khả năng của mình. Chứ còn nếu mà không á, sống một đời sống bê tha phóng đãng thì chắc chắn rằng sẽ tăng loạn bụi đời, tức là làm cho phiền não nó tăng trưởng. Mà phiền não tăng trưởng thì chắc chắn rằng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đó là những cái lâu đài nó chờ chúng ta nơi khổ cảnh. Alo, quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn 311, 312 và 313? Xin mời quý vị có ý kiến ạ.
Alo. Còn có 2 phút hả? Khi dễ 2 phút ít quá. Cho nên không có đưa tay với vậy. Quý vị thấy chỉ cần 1 phút thôi mà chọc mấy danh hài cười là có thể mang về cả 100 triệu luôn ha. Nhưng mà tới 2 phút mà quý vị còn chế ít nữa. Trong khi 1 phút mà chọc người ta cười là có tiền ha. Thôi. Đây tới 3 câu Phật ngôn, 311, 312, 313 thì đề tài rất là rộng, rất là rộng. Nhưng mà quý vị khiêm nhường quá. Chính vì khiêm nhường như vậy không chịu đưa tay để rồi thời gian trôi qua. Bây giờ là 6:30, chúng ta sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rồi Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê là sa chấu quát chê đã sâu thiều vố hô tụ sập đà. Do lời chân thật này kinh dân và bước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Phật Thầy gia. Xin phép đạo tràng ngày mai vắng mặt một bữa ha. Quý vị cứ bình tĩnh học môn vi diệu pháp thì có huynh kinh thì thấy cũng không có trở ngại gì. Thì ngày mai quý vị có thể tự xin giới ha, hoặc là có chư tăng nào có vị sư nào đến thì thỉnh vị đó truyền giới. Cũng đi không có xa đâu, nhưng mà chắc chắn rằng vô rung không được, bởi vì cái vùng đó ở trên núi sợ không có sóng thôi. Đi lên núi chứ không phải đi đi xuống biển. Rồi. Rồi. Chúc quý vị an vui. Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh. Sĩ Hồng Nhật nhé. Kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Alo. Ya ni thabuta ni samagata ni tumma ni vaja ni vanta lekhe sate vaputa sumana bhagwan tu atho bisaka te sunan tu pasitan tahi puta ni sametha sape metang karo thama nusiya bacha yadi vacharato chaharanti ye paling tasma hine rakkata pamata yang kinchi vetang itawa hurang wasake suwa yang ratanang banitang nano samang ati tathagate nairam vibhute ratanang banitang ete na sache na suwa tiho tukhayang viragang amatang banitang yada chaga sakya muni samahito na te na thamne na samati kinchi dam vithamne Ratanang banitang ete na satye na suwati ho tu yam buddha setho Bariwana yisu chil samadhi manan tarik nyamahu samadhi nate Na sammo na vichati idam vithamme ratanang banitang ete na satye na suwati ho tu ye pukkala atasatang basatha Chātāryetāni yugāni hantite dākhinēya sugata sasāvaka Ete sudinnāni mahāpala nairam visaṅkhe ratanam vanitam Ete nasatye nasuvāti hotu yeso payota Manasādanhe nanikāmi no gotamasāsanamite Bhati bhatta amatang vigai halatha mutha niputing Unchamana idam visanghe ratanang manitang Ete na satye na suvati hotu yathing dakhilo
bà tha vi si to si ya cha to phi qua te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang sa pu li sang qua da mi yo ha ri ya sa cha ni ni a we cha pa sa ti dam bi sang khe ta ta nang ba ni tang e te na sa che na su qua ti ho ye ariya sa cha ni vipa kho jan ti dham pe da bai ye na su de si ta ni kin cha pi te ngon tu pu sa pa ma ta na te pa wang na tha ma ma di yan ti dham di sang khe da ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sana sam bada yata ya su dhamma chahita bhagwan tisaka yadi tivi chiki chitang jasila patang guapi yada tikin chichato chato haba ye chawe pamuto chacha pethana yapapo katum vidam visanghe nang panitang ete na sacce na suvati hotu kincha piso kammang karoti bapakang kaje na vacha judache tasa vapapo sota sampate chada papata disabada savota idam visanghe ratanang panitang ete na sacce na suvati ho Vana bhagambe yatha pusita ke himha namase Bhathamasming himhe tatho bhamang thamma varang ade Sayinipa nagaming paramang Itajai dambi bhute ratanang banitang Ete na satche na suvati ho tu varo Kanyu varado varahado Anuttaro dhamma varang ade sayiram vibhute ratanang itam Etena satyena suvati hotu hinam puranam Navam nati sampavam varat chitta yatike bhavasmin dehi nabicha Avirun chanda nipanti thira yathayam varipo idam visanghe ratanang panitang Etena satyena suvati hotu janita puta nisamagata nipumma nivaya nivantalikhe Tathagatang deva manu sabuchitang bodhang namasama suvati ho Tujani thakuta nisamagata nipumma nivaja Ivantalikhe tathagatang deva manu sabuchitang Dhammang namasama suvati ho Tujani thakuta nisamagata nipumma nivaja Ivantalikhe tathagatang deva manu sabuchitang Sangkhang namasama suvati ho